Hello, còn bắt cho mày xin hồ start kia được không? Các bạn của mình có phá từ kia đầu tiên nhá. Super Hero. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai, ít hồ đồ cả là. Thì các bạn sẽ được lấy một chiếc chìa khóa mở cửa thư viện. Ok. Sau đó thì mình sẽ mở cửa thư viện ra. Lắp cái này vào. Mở xong luôn. Thank you.
So che va vedate mi se sante che tu va. Sine hier. Let's go. Ở đây cánh cửa đang bị đóng.
Rồi, tựa game thứ tư, Granny Chapter 2. I see you. See you. Ở đây thì mình sẽ tiêu diệt con yêu quái mà ông bà này nuôi. Xịt cây. Thank you.
Okay, let's go. Oh my God. I see you. Sohbamı insan da görüntü lan. Ben değil.
Tetra. Let's go. Freeze on my. It's all fair. Level 7. Number 9. Level H, okay. Level 9. Turn.
có một chiếc máy bay giấy thôi. Ở đây các bạn sẽ chỉ phát một lần khi Siri hiểu phát hiện các bạn. Và trong này thì các bạn sẽ phải tìm tất cả 3 ngôi nhà. Nó sẽ trả lời từng câu hỏi trong từng ngôi nhà một. Khi trả lời được 3 câu hỏi, các bạn sẽ đến đến đích cuối cùng. Và các bạn sẽ chuyển sang chu đây. Oh my gosh, đi bắt rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 7. Ở đây thứ 9, Roblox. Ok, Baccarat. Let's go. Rồi, tiếp tục. Wow, đi luôn. Wow, oh my gosh. Rồi, Granny Chapter 1. Thank you.
OK. Sau đó thì mình sẽ mở một khóa ra. Thank you.
Không đi được cơ. Bruce. Thank you.
Grandi Bolis. Bà ta mở mà không có tiếng cửa luôn. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.